Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các bạn tách cái dữ liệu kế toán từ năm trước trên phần mềm kế toán MISA FMI 2019. Thời điểm để tách cái dữ liệu kế toán từ năm trước này đó là thời điểm mà các bạn đã kết thúc năm tài chính và đã chốt các cái số dư của năm trước. Các bạn muốn tách cái dữ liệu số dư ra để làm báo cáo tài chính cho năm tiếp theo. Cái ưu điểm của cái tách dữ liệu này là các bạn có thể tách dữ liệu từ năm trước và tương dữ liệu để các bạn làm cho năm nay ra làm 2 và các bạn làm việc. Nhược điểm của cái tách dữ liệu này là các bạn nhiều khi các bạn muốn xem lại cái dữ liệu năm cũ thì các bạn phải mở cái dữ liệu năm cũ, cái này nó sẽ tách cho các bạn làm hai cái dữ liệu năm trước và dữ liệu năm nay. Thì để tách cái dữ liệu này, đầu tiên các bạn mở cái dữ liệu các bạn muốn tách ra, và các bạn kiểm tra xem báo cáo tài chính của các bạn đó đúng là cái số đã chốt từ năm trước chưa. Ở đây thì báo cáo của tôi là đã chốt và không còn số dư từ tài khoản đầu năm cho đến đầu 9. Để tách cái dữ liệu này, đầu tiên các bạn vào cái tệp và đóng dữ liệu kế toán. Sau đó các bạn vào tệp, các bạn vào tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước. Ở đây phần mềm sẽ xuất hiện cho các bạn hội thoại là hướng dẫn các bạn từng bước để tạo dữ liệu kế toán từ năm trước. Tính năng này giúp bạn từng bước thiết lập và tạo dữ liệu kế toán từ năm trước cho doanh nghiệp. Quá trình này diễn ra trong 5 bước. Thứ nhất là chọn dữ liệu năm trước, thiết lập dữ liệu kế toán mới và thiết lập và ghép tài khoản, là thực hiện tạo dữ liệu và thông báo kết quả. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào bước tiếp theo này để bắt đầu. Ở đây các bạn chọn máy chủ SQL là máy chủ của các bạn, chọn dữ liệu kế toán. Ở đây tôi chọn dữ liệu kế toán MQ 2019 KT để tôi tách. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào tiếp theo, dữ liệu kế toán năm 2020, kế toán 2020 MQ, cái gì là MQ, đặt tên dữ liệu kế toán cho năm 2020. Ở đây các bạn chú ý là tên dữ liệu kế toán không được chứa các ký tự đặc biệt như là sao, dấu hỏi, dấu thăng hoặc dấu còng, và nên dùng các ký tự dữ liệu kế toán, tên dữ liệu kế toán là không dấu. Đây là đường dẫn của cái dữ liệu kế toán sau khi mà tạo xong nó sẽ lưu vào đâu. Như ở đây tôi lưu vào D và lưu vào học vi tính data. Và ngày bắt đầu của dữ liệu kế toán tôi chọn là ngày 1/1/2020, nên là tạo dữ liệu kế toán cho năm 2020. Tiếp theo thì tôi cần ấn vào thực hiện. Ở đây chương trình cảnh báo là đang thực hiện tạo dữ liệu kế toán từ năm trước và thời gian thực hiện phụ thuộc vào cái độ lớn của dữ liệu. Thì các bạn tùy theo cái độ lớn của dữ liệu các bạn mà các bạn sẽ tạo trong thời gian nhanh hay chậm. Bước này là tạo mới dữ liệu kế toán thành công. Các bạn đóng. Ở đây là cái kết quả. Tên dữ liệu kế toán là kế toán 2020 MQ. Bây giờ tôi mở dữ liệu kế toán mới này lên. Tôi xem báo cáo. Vào báo cáo để xem báo cáo bản thân được tài khoản cho năm 2020. Ở đây là dữ liệu kế toán năm 2020, các cái số hệ tài khoản từ đầu năm đến đầu 9 là chưa có phát sinh, chưa có. Ở đây các bạn có thể vào kiểm tra lại dữ liệu kế toán của năm 2019 trong cái số dư này.
3 tỷ 08 triệu 418.023. Các bạn vào tệp và đóng dữ liệu và vào mở dữ liệu kế toán. Các bạn tìm đến dữ liệu MQ2019KT này. Đây là dữ liệu kế toán năm 2019. Rồi các bạn vào báo cáo, vào bảng cân đối tài khoản 1/1/2019, 31/12/2019 này. Kiểm tra số liệu đến cuối năm 2019. Đây này, 3 tỷ 08 triệu 418.203. Đấy là cái số dư mà các bạn đã chuyển sang. Thì bây giờ cái dữ liệu của năm 2019 này các bạn có thể lưu lại, lưu lại cho báo cáo tài chính năm 2019. Và lúc nào kết toán các bạn có thể mở ra. Còn cái dữ liệu năm 2020 các bạn đóng lại và làm trên cái dữ liệu của KT. KT 2020 nào mà các bạn vừa mới tạo. Thì ưu điểm của cái tách dữ liệu này là các bạn sẽ chạy cho một cái dữ liệu 151 thì nó sẽ nhẹ và nó sẽ nhanh trong quá trình sao lưu hoặc trong quá trình chạy dữ liệu, nó sẽ nhanh và cái độ lớn dữ liệu nó nhẹ. Nhược điểm của cái này là các bạn muốn xem cái dữ liệu số liệu của năm trước, năm cũ thì các bạn phải đóng tệp, đóng cái dữ liệu này lại và chuyển sang cái dữ liệu năm 2019 để các bạn xem số liệu. Thì rồi là mình đã chia sẻ với các bạn cách để tách dữ liệu kế toán từ năm trước trên phần mềm kế toán MISA SMI 2019. Nếu mà làm có cái gì mà thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với mình trên số điện thoại để mình có thể hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn thành công.